đang tìm kiếm việc làm nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm. Bạn mong muốn có một công việc năng động, thu nhập cao. Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản Đại Phát 68 thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản. Đại Phát 68 là đơn vị phân phối chính thức các dự án bất động sản thổ cư, bất động sản Vinhomes. Hiện công ty cần tuyển nhân viên kinh doanh với mức thu nhập hấp dẫn từ 40 đến 500 triệu đồng, thưởng nóng hàng tháng, tặng kiêng vàng, xe máy SH, ô tô, miễn phí đào tạo, chế độ, bảo hiểm, trợ cấp ăn trưa. Nhân viên được cung cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, hỗ trợ 50% chi phí đăng tin, thời gian làm việc chủ động, linh hoạt. Người mới sẽ được hỗ trợ hướng dẫn thực chiến để chốt đơn. Môi trường làm việc tuyệt vời, thoải mái. Chúng tôi không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần ứng viên đủ 18 tuổi, năng động, chăm chỉ, quyết tâm làm giàu. Ưu tiên ứng viên là sinh viên năm 2, năm 3 có phương tiện cá nhân, smartphone, laptop. Hãy ứng tuyển ngay để trở thành cộng sự của chúng tôi. Địa chỉ 202 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline 0888 818 861 hoặc 0862 699 368.